Trên đỉnh Trường Sơn hùng vĩ, cộng đồng dân tộc người Cơ Tu ở xã An Nông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã bao đời gắn bó bên nhau, trở thành phên rậu nơi biên cương. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đồng bào Cơ Tu nơi đây luôn sát cánh cùng bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương xây dựng quê hương biên giới thêm giàu đẹp. Đặc biệt với nhiều hoạt động ý nghĩa trong việc phân loại, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, đồng bào Cơ Tu đang cùng bộ đội biên phòng xây dựng bản làng biên giới ngày càng thêm sạch đẹp. Đều đặn mỗi tuần một lần, anh Bruto ở thôn A Sò, xã An Nông lại mang rác thải sinh hoạt của gia đình tới đốt tại lò đốt rác tập trung của thôn. Trước kia, anh Bruto và bà con có thói quen hay đốt rác trong vườn nhà. Những năm gần đây, nhờ đồn biên phòng An Nông xây dựng lò đốt rác thải tập trung cho người dân, nên việc xử lý rác thải đã trở nên dễ dàng hơn. Nhựa thì phân loại để bán, còn bao ni lông như giấy thì đốt. Nhờ sự đóng góp của bên đồn biên phòng và chính quyền địa phương, từng thôn cũng có lò đốt rác, giữ vệ sinh trong bản làng, giữ sạch đẹp sức canh quân. Là người dân tộc Cơ Tu, Trung tá Dơ Râm Xoái, cán bộ địa bàn đồn biên phòng An Nông, luôn có mặt ở các thôn, bản, bên bì tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân biệt từng loại rác. Mưa dầm thấm lâu, đến nay trong nhận thức của đồng bào Cơ Tu, đặc biệt là thế hệ trẻ về bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao. Đường làng, ngõ xóm trong từng thôn bản đều trở nên xanh, sạch và đẹp hơn. Thì bộ đội biên phòng cùng với lại chính quyền địa phương, thôn, xã đã vận động tuyên truyền bà con. Và đến nay thì 100% các khu dân cư trên địa bàn huyện đã cơ bản là đáp ứng được quy định về môi trường. Đồng thời đó thì từng bước là phát triển xanh, sạch, đẹp. Chi đoàn tại đơn vị cũng có nhiều các cái hoạt động để tạo ra cái nguồn quỹ. Cùng với đó là việc thu gom và đổi cái quà giữa rác thải nhựa để lấy quà. Thì sau khi đổi được rác thải nhựa thì cũng sẽ đem tổ chức bán để lấy cái quỹ tiền để hoạt động cho chương trình. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, những người lính quân hàm xanh đã giúp người dân hiểu rõ mối liên hệ mật thiết giữa môi trường sống tự nhiên với sức khỏe của con người. Đồng bào Cơ Tu ở đây hiểu rằng việc bảo vệ môi trường giống như bảo vệ sinh mệnh của chính mình và người thân. Và họ đang chung tay cùng bộ đội biên phòng xây dựng dải biên cương ngày thêm xanh tươi và yên bình.